Đây là hộ gia đình anh Lò Văn Trái và chị Lý Thị Dìn ạ. Ở bản Nà Cà, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Là nhà sàn nữa. Em sẽ lên trên nhà. Gia đình chị nhà rất là khó khăn. Nhìn bên ngoài thì ngôi nhà sắp đổ đến nơi rồi. Không còn chỗ để mà đi. Đây, do anh Trái và chị Jin đang đi làm ăn ở khu vực bị giãn cách xã hội nên là hai anh chị hiện tại là chưa có mặt ở nhà. Đây là con dâu và đứa cháu bị khuyết tật đặc biệt nặng của gia đình anh chị. Đứa bé đã gần 4 tuổi rồi nhưng cháu còn không đi được, cũng như là không nói năng, cũng không bình thường được. Cả nhà phải có một người liên tục phải chăm sóc cháu thường xuyên. Đây ạ. Gia đình anh chị này thì có 7 khẩu ạ. Gia đình anh chị cũng rất đặc biệt khó khăn của cái bản Nà Cà, xã Bình Lư này. Rất là mong các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ anh chị để có một ngôi nhà để ở. Một lần nữa xin được thay mặt cho xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xin được kêu gọi cũng như là cảm ơn các mạnh thường quân sẽ đồng hành và giúp đỡ hỗ trợ gia đình để xây dựng ngôi nhà mơ ước, để có nơi che mưa, che gió mỗi khi mưa bão về. Vâng, em xin trân trọng cảm ơn ạ. Hi Sophia, Bình Nguyên here. Today we are come to celebrate the new house which you, the donator. And please follow me to the house and see what inside. Please come. Yumi, can you share with Sophia what is the name of this household and what their condition? Please. This family is the Lò Văn Trái. They are seven people in their family, and they are very poor. Yeah, but today they have a big house. Very surprised to me. This is a traditional house. A floor house. So please, we go upstairs. This is in his Lò Văn Trái, Mr. Lò Văn Trái. He's the owner of this house. Anh Trái là mình sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1972. He was born 1972. Anh ở đây là bao nhiêu lâu rồi? Ở đây hơn 10 năm rồi. He's a farmer. He has 3 children and 2 grandchildren. And one of the grandchildren have something disabled, mental problem. And he's have a difficulty in finance. And very lucky, you know, Sophia, you do need to build his house. And his house have not finished yet, but actually it's a big house. Vậy thì anh sau khi mà xây được căn nhà này anh cảm thấy như nào? Vậy anh cứ cảm thấy có căn nhà ở, để có nơi trú mưa trú gió thì rất cảm ơn các nhà tài trợ. He has a very big house and he's very happy and say thanks to you. Anh có thể nhìn thẳng vào ống kính và nói cảm ơn cô Sophia. Và cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn nhà tài trợ, yeah. Sophia, welcome you
to come to Vietnam and visit this house. And now we will go upstairs to see what inside the house. Okay, please follow me to go upstairs. Jimmy, come. To quá, nhà này mình cũng thích nhá. Dạ. You can see the house is very moderate. And here we are in the north of Vietnam. From Ho Chi Minh City to come here, we have to fly to Hanoi. And then from Hanoi, we go by car 7 hours to come here. This is the mountain area next to China. And then the home here is very we can see the view. Wow, the mountain, right? The road. We can see the tea leaf. This is the tea leaf, but Vietnamese Chinese no tea. Yeah. Wow. This is a 3-bedroom, I think. 3-bedroom, right? 1, 2, 3. 3-bedroom. Not yet finished. But actually, they will finish very soon. Today we come to celebrate 32 house. And this house not yet finished, but is really, really good. They will finish, I think, 1 month later. Yes, I think so. And it's a special thing. They build the house by themselves. All the members in this family, they make the house by themselves. That's so amazing. And we want to say thank you, deeply thank you with Sophie for your donation. And please long life, and we welcome you to Vietnam. And maybe I will invite you go to visit the house when they finish. Yes, thank you, Omri. Thank you, Sophia. Both of you, great. Please continue support to Vietnamese poor people. Thank you so much, Sophia. And please, coffee meditation. Yes, please, coffee meditation about this. Okay, thank you.